Rồi chào các bạn, anh Phi đang định đi rước con anh Phi đây, nhưng mà cái là có một chị khách hàng tên là Minh Tâm ở Lotus Garden ở quận Tân Phú đặt cái con khủng long F101 màu xanh này. Thì bây giờ anh Phi sẽ test nhanh để giao qua dịch vụ Ahamu, đi trong vòng 4 tiếng để giao cho chị. Thì về cơ bản thì cái đơn hàng này không cần phải thanh toán gì hết, chị đã chuyển tiền hàng và cả phí giao hàng qua cho anh Phi rồi. Đưa cái con khủng long này tới tay khách hàng một cách nhanh nhất có thể ha. Bây giờ anh Phi sẽ cho pin vào đây. Đấy. Này mở ốc ra và tự dặn mình là nhớ gắn con ốc này trở lại. Nhiều khi test hàng đó các bạn cứ quên bỏ con ốc nó vô trong cho khách hoài à. Điều này là cái điều mà anh Phi nói thật thì các bạn thông cảm, nhiều khi cứ lắp qua lắp lại rồi quên chứ không phải là cố ý đâu các bạn ha. Không có cố ý quên ở chỗ này. Đây nó có sợi dây vải, anh Phi không có cắt sợi dây vải này bỏ đâu. Rồi các bạn dẫn một cái cơ bản là cái đầu bằng vô cho lò xo ha, bỏ pin là đầu bằng vô lò xo nhé. Luôn luôn anh Phi nhắc các bạn điều này đó, tại vì các bạn chỉ cần lắp được pin đó là khủng long nó sẽ không có hoạt động. Rồi chúng ta sẽ có những cái nhận định là khủng long bị hư hay gì đó ha. Rồi chúng ta mở on lên thử coi ha. Chúng ta mở on lên thử. Khi mở on lên thì anh Phi không biết là nó như thế nào, nhưng có vẻ là nó chưa có ăn pin các bạn ha. Rồi anh Phi sẽ cho pin vào tay điều khiển luôn cái đã. Rồi anh Phi sẽ chỉnh cái pin này lại, có vẻ là cái sợi dây vải nó chặn cái viên pin rồi đó các bạn ha. Đấy. Con vít này nó không có con vít vẹt dẹp nó ăn không có tốt, anh Phi chuyển qua con vít này cho dễ ha. Rồi đây anh Phi sẽ cho thêm hai viên pin vô đây nữa ha. Rồi ha. Cái đoạn clip test này mục đích là chia sẻ với khách hàng của anh Phi luôn về cái cách chơi của con khủng long này nhé. Đây, anh Phi sẽ gắn cái này vào xong anh Phi sẽ chỉnh pin lại nhé. Ở phía sau lưng này nó sẽ có nút A, B, C và chúng ta sẽ phải dò cái nút A này, B, C này nhé. Một chút xíu khi xong hết anh Phi sẽ chỉ nè. A, B, C nè ha. Anh Phi chuyển lên A các bạn. Để B, C cũng được ha. Bây giờ anh Phi sẽ chỉnh pin cho con khủng long xong anh Phi sẽ điều khiển cho các bạn xem nhé. Rồi anh Phi tháo hộp pin ra rồi đây các bạn. Do cái cọng vải nó chận cái pin ở đây nè. Cái sợi vải trong này nó chận pin ha. Anh Phi nhét nó xuống rồi. Nè ok ha. Nè mở on lên nè. Anh Phi mở on lên nè. Rồi anh Phi sẽ lắp pin lại và anh Phi điều khiển cho các bạn xem nhé. Rồi anh Phi mở on lên rồi nè. Đấy, khủng long đây, khủng long chưa, đẹp chưa. Rồi anh Phi chỉnh bóng máy chút xíu nha. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để ở chữ A để chúng ta dò xem. Chúng ta bấm tới. À, khủng long nó đi rồi nè các bạn ha. Vậy là cái con này ở chữ A, anh Phi chuyển qua chữ B. Không đi, chữ C. Không đi, vậy là con này khủng long của chúng ta là chữ A nhé. Để ở chữ A mà chơi nhé. Tắt ha, này là đi tới nè các bạn. Tắt ha, đi tới, dừng ha. Rồi cái này là nút để bắt săn mồi ha. Nó đi một hồi tự động nó sẽ ngừng và nó sẽ săn mồi, nó sẽ có âm thanh là bắt được con mồi và nhai xương con mồi. Ở đây là đang bấm ở này, nó sẽ có âm thanh nè. Đấy không các bạn, nghe âm thanh nó nhảy múa không. Rồi tắt ha, tắt đen săn mồi đi tắt ha. Rồi xong, tới đây là xong ha các bạn. Anh Phi sẽ đóng gói lại để giao hàng cho chị Tâm ở Lotus Garden ha, ở quận Tân Phú nhé các bạn nhé. Rồi hy vọng là Ahamu họ sẽ đi nhanh để chị bé sớm có con khủng long này để chơi ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn.